Bộ phim Những người viết huyền thoại của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng công chiếu vào năm 2013. Phim lấy bối cảnh của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước thời kỳ những năm 1960, khi tình thế yêu cầu chi viện xăng dầu vào chiến trường miền Nam ngày càng tăng cao và cấp bách. Đây là một trong những bộ phim chiến tranh được xem nhiều nhất trên nền tảng YouTube với hơn 31 triệu lượt xem. Nếu tính tổng từ các kênh khác thì bộ phim này có thể thu hút hơn 50 triệu lượt xem. Tuy nhiên trên thực tế thì bộ phim này không quá nổi tiếng ở Việt Nam về đề tài chiến tranh như bao bộ phim khác. Nhưng Những người viết huyền thoại lại kể câu chuyện về những chiến sĩ đã kiến tạo nên đường ống dẫn xăng dầu xuyên Trường Sơn, và trong video ngày hôm nay sẽ đề cập đến con đường huyền thoại được tạo ra bởi những con người huyền thoại huyết mạch xăng dầu trong kháng chiến. Không ai trên thế giới có thể tưởng tượng được rằng với điều kiện kỹ thuật của Việt Nam thời bấy giờ lại bị bom đạn đánh phá liên tục, vẫn có thể hình thành được một đường ống dẫn xăng dầu huyền thoại dài hàng nghìn km. Đây là một trong những đường ống dẫn xăng dầu dài nhất thế giới. Đường ống dẫn dầu xuyên Trường Sơn có chiều dài đoạn chính vào khoảng 1.400 cây số. Nếu tính chiều dài của đường ống chính thì còn dài hơn dự án Nord Stream kéo khí đốt từ Nga tới Đức. Còn mà tính tổng chiều dài của các đoạn kết nối với nhau, đường nhánh rẽ ra khắp nơi, thì chiều dài đó có thể lên tới 5.000 km, gấp đôi quãng đường chim bay từ Hà Nội đến Seoul. Có nghĩa là bạn di chuyển từ Hà Nội đến Seoul ngắm kỳ quan sông Hàn, rồi lại từ Seoul quay ngược về Hà Nội ngắm sông Hồng, thì quãng đường đó mới chỉ gần bằng chiều dài của đường ống dẫn dầu mà bộ đội ta xây dựng trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Và nếu bạn thích so sánh để toát lên độ vĩ đại, thì đường ống dẫn dầu của nước ta có chiều dài cũng tương đương với con đường tơ lụa nổi tiếng dùng để lưu thông hàng hóa giữa các nước phương Đông và các nước phương Tây thời cổ đại. Đường ống xăng dầu này vắt qua cả các nước bạn Lào và Campuchia, chia sẻ xăng dầu cho quân cách mạng của Campuchia và bộ đội kháng chiến của Lào. Điểm cuối cùng của tuyến đường ống này đặt tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và chỉ cách doanh trại của quân địch vào khoảng 30 đến 50 cây số. Như trong phim đã mô tả, từng có một thời điểm các chiến sĩ của ta phải sử dụng vai trần, lưng trắng để khuân vác xăng dầu. Đã có rất nhiều chiến sĩ bị bỏng nặng, mất đi chức năng sinh sản, thậm chí là hy sinh do nhiễm độc. Bên cạnh đó, nhu cầu cấp thiết là phải đánh lớn, chứ không phải mãi đánh du kích. Chúng ta có xe tăng, có pháo, có vận tải, có máy bay, bệnh viện dã chiến thì phải có máy phát. Xăng chính là máu, là huyết mạch giúp ta vận hành. Nếu cứ mong chờ vào sức người thì không thể làm gì được. Và từ đó, dưới sự đề nghị của tướng Trần Văn Trà, đại tướng Võ Nguyên Giáp, dự án đường ống dẫn xăng dầu xuyên Trường Sơn ra đời. Tác giả Đặng Phong trong cuốn sách Năm đường mòn Hồ Chí Minh xuất bản năm 2008 ghi lại lời kể của đại tá Nguyễn Việt Phương cho biết, người đầu tiên nghĩ đến việc sử dụng ở hệ thống ống xăng dầu trên chiến trường chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong một lần đại tướng đi làm việc tại Liên Xô, ông đã được Liên Xô viện trợ cho hai bộ đường ống dẫn xăng dầu dã chiến loại phi 10 cm, mỗi bộ dài 100 km. Song hệ thống đường ống này tuy đưa về Việt Nam nhưng cũng chỉ cất ở trong kho bởi chưa biết dùng vào việc gì. Từ khi chiến trường phía Nam có những phát triển sôi động, mỗi lần họp với các tướng tá, đại tướng gợi ý rằng hiện nay mình có hai bộ đường ống dẫn xăng dầu do Liên Xô viện trợ, đề nghị mọi người xem xét có thể sử dụng tại chiến trường hay không. Hầu hết các tướng tá đều lặng thinh, không đồng tình nhưng cũng chẳng ai phản đối, vì hình như ai cũng nghĩ rằng trên chiến trường dày đặc bom đạn, máy bay Mỹ đánh phá hàng ngày mà làm đường ống dẫn xăng dầu là điều phi thực tế. Riêng Trung tướng Đinh Đức Thiện thì hưởng ứng ngay, nhận lời và hứa với đại tướng sẽ tìm hiểu và khẩn trương thực thi. Công trình bắt đầu tiến hành từ tháng 4 năm 1968 với mật danh Công trường Thủy lợi 01. Công trình đường ống được khởi công từ Nghệ An do Trung tá Mai Trọng Phước thuộc Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần chỉ huy, dưới bàn tay và khối óc của bộ đội và nhân dân ta, tuyến đường ống cứ vươn dần về phía Nam, vượt qua vùng Tam Giác Lửa, Vinh, Nam Đàn, Linh Cảm, vượt sông Lam và sông La để tới kho N2 ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Từ Quảng Bình, đường ống được phân ra làm hai ngả, vượt Tây Trường Sơn và đi theo hướng Đông Trường Sơn. Tính đến năm 1972, hai đoạn đường ống Đông và Tây Trường Sơn đã có tổng chiều dài lên tới 700 km. Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết đến con đường Trường Sơn trên bộ huyền thoại, cũng như con đường Hồ Chí Minh trên biển đầy bão tố. Và có lẽ chúng ta cũng nên biết về một con đường Hồ Chí Minh bằng đường ống có tổng chiều dài lớn hơn cả hai con đường trên cộng lại. Một con đường khiến cho các tướng không quân lừng lẫy của đế quốc Mỹ cũng phải ngả mũ thán phục và thốt lên rằng một huyền thoại là có thật. Trong cuốn sách Việt Cộng Logistics của hai tác giả Holiday và Goodfear đã nói về một hệ thống vận chuyển xăng dầu dọc Việt Nam đáp ứng được cuộc kháng chiến rộng lớn tại miền Nam. Một hệ thống mà nếu như không có, quân đội Việt Nam sẽ không thể chiến đấu, sẽ bị tê liệt và đông cứng ngay lập tức. Quân đội Việt Nam đã xây dựng nên một hệ thống mà chỉ có một vài quốc gia trên thế giới có thể làm được, vượt qua cả mưa bom bã đạn, những chiến dịch tấn công phá hủy quy mô lớn.
Shell là một trong những công ty xăng dầu lớn nhất trên thế giới đã bán dầu gián tiếp cho quân giải phóng thông qua một loạt các quốc gia thứ ba. Cũng chính công ty này từng có những can thiệp không hề nhẹ vào việc ngăn chặn, phong tỏa Vịnh Bắc Bộ trong 3 năm cuối chiến tranh Việt Nam. Nhưng Shell cũng chính là nhà cung cấp xăng dầu cho quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhằm mục đích tối ưu việc sử dụng vũ khí, khí tài quân sự thu được trong cuộc chiến. Những giọt dầu của Shell len lỏi trong những đường ống dẫn dầu dài hàng ngàn cây số bên cạnh xăng dầu từ Liên Xô và Trung Quốc. Để hình thành con đường ống huyền thoại này, nhiều sự ra đi đã trở thành biểu tượng. Tại trạm bơm T-15, khi có máy bay địch công kích, trung đội trưởng Nguyễn Quy đã một mình liều sửa chữa đường ống, xăng dầu túa ra, ướt đẫm quân phục của anh. Đường ống được sửa chữa, nhưng lửa văng từ mảnh bom, ăn vào vết xăng rồi khiến anh trở thành ngọn đuốc sống. Tính ra, trong suốt thời gian tồn tại, hơn 1.500 chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình xây dựng, bảo vệ đường ống. Nhiều người gọi đó là những chiến sĩ không cầm súng hoặc những tấm lưng ám mùi xăng dầu. Những chiến công của các anh hùng đã tham gia xây dựng, bảo vệ, vận hành đường ống dẫn dầu Trường Sơn đã gây được tiếng vang trên trường quốc tế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội xăng dầu đã lập công xuất sắc. Đây là một công trình thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm, mưu trí và đầy sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên cũng ghi nhận, nếu đường Trường Sơn là huyền thoại, thì đường ống dẫn xăng dầu là huyền thoại trong các huyền thoại đó. Còn về Louis Morris, tác giả cuốn Đường Mòn Hồ Chí Minh, Con Đường Dẫn Tới Tự Do đã viết, người Việt đã vượt lên người Mỹ về tầm nhìn xa, đã xây dựng cơ sở hạ tầng của một hệ thống kho xăng dầu và một hệ thống đường ống dài 5.000 km chạy từ biên giới Việt Trung dọc ngang Trường Sơn về tới Đông Nam Bộ. Đây là một dự án khủng khiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Khoa Học Story. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy cho mình xin một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.